Thân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin bóng đá sáng ngày 22 tháng 1 cùng với bóng đá 24h.vn. Chelsea bị Arsenal cầm hòa đáng tiếc. Làm khách của Chelsea không phải là bất lợi duy nhất dành cho Arsenal. Phút 26 trong trận đấu giữa hai đội thuộc vòng 24 Premier League, pháo thủ chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của David Luiz, một người cũ của chính Chelsea. Không như vậy, Arsenal còn phải chịu một quả đá 11m do David Luiz phạm lỗi với Tammy Abraham trong vòng cấm. Ở tư thế 1-1, Jorginho không mắc bất cứ sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Dù bị ép sân hoàn toàn sau đó, nhưng sự thực dụng hiếm thấy của Arsenal lại giúp họ có được bàn gỡ hòa ở phút 63. Từ tình huống phản công của đội bóng áo đỏ, Kante trượt chân tạo điều kiện cho Martinelli gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. Chelsea rõ ràng không chấp nhận một kết quả hòa, nhưng phút sau đó họ đã dồn ép Arsenal tới nghẹt thở và có được điều mình cần ở phút 84 nhờ công của Azpilicueta. Tưởng như đó sẽ là cái kết đẹp cho đội chủ nhà thì bi kịch lại đến ở phút 87. Hector Bellerin với một cú dứt điểm hoàn hảo ngay sát mép vòng cấm của Chelsea đã ấn định tỷ số hòa 2-2 cho trận cầu tâm điểm vòng 24. Ở những trận đấu còn lại diễn ra đêm qua, Man City đã vượt qua Sheffield United bằng bàn duy nhất của Kun Aguero để tạm thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn là 13 điểm nhưng đã nhiều hơn tới 2 trận. Ở 4 trận còn lại thì có tới 3 đội chủ nhà mất điểm gồm Crystal Palace, Aston Villa và Everton. Crystal Palace và Aston Villa thì thua Southampton và Watford, còn Everton thì bị Newcastle cầm hòa đầy tiếc nuối chỉ trong 2 phút bù giờ cuối hiệp 2. Trong khi đó, Bournemouth đánh bại Brighton với tỷ số 3-1 để săn bằng điểm số 23 với vị trí an toàn thứ 17 của West Ham nhưng lại đá nhiều hơn đối thủ 1 trận. Mbappe tiết lộ thần tượng thời thơ ấu. Ngày 21 tháng 1, trong buổi lễ khai trương quỹ từ thiện của riêng mình với tên gọi Inspired by KM, tiền đạo Kylian Mbappe thừa nhận huấn luyện viên đương nhiệm của Real Madrid Zinedine Zidane chính là thần tượng thuở nhỏ. Anh cho biết Zidane chính là người truyền cảm hứng cho bản thân khi trả lời trang gôn. Hồi còn nhỏ, thần tượng của tôi là Zidane. Nếu bạn là một cậu bé người Pháp, chắc chắn bạn sẽ thần tượng Zidane. Sau Zidane đó là Cristiano Ronaldo, thật vinh dự khi được đối đầu với anh ấy trên sân cỏ. Tiếp đó là Ronaldo của Brazil, tôi thích các anh ấy chơi bóng. Tôi rất muốn khẳng định giá trị của bản thân và để lại dấu ấn trong lịch sử bóng đá như họ. Hiện tại, Mbappe là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Paris Saint-Germain. Sau 22 trận, anh đóng góp tới 21 bàn và 12 đường kiến tạo cho đội bóng thủ đô nước Pháp, giúp Paris Saint-Germain thống trị Ligue 1. Mane sẽ lật đổ Van Dijk để giành giải của PSG. Theo đánh giá của các nhà cái, Sadio Mane đang là người dẫn đầu danh sách các ứng viên đua tranh đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA trao tặng. Theo đó, tỷ lệ cược dành cho tuyển thủ Senegal đó là đặt 11 ăn 10 sau những gì anh đã thể hiện từ đầu mùa giải 2019-2020. Tỷ lệ đó cho thấy khả năng chiến thắng của chân sút 27 tuổi này là rất cao bởi người xếp sau anh Kevin De Bruyne của Manchester City chỉ có tỷ lệ cược đó là đặt 2 ăn 9. Người xếp thứ 3 trong danh sách đó là đồng đội của Mane ở Sân Anfield, Trent Alexander-Arnold với tỷ lệ đặt 1 ăn 10. Ngoài Mane và Alexander-Arnold, Liverpool còn tới 6 gương mặt khác trong cuộc bầu chọn gồm Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Fabinho và Andy Robertson. Mùa giải trước, Van Dijk là người chiến thắng và anh đang hy vọng sẽ là cầu thủ đầu tiên kể từ sau Cristiano Ronaldo 2 năm liên tiếp giành được danh hiệu này. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã chiến thắng ở các mùa giải 2006-2007 và 2007-2008. Trước Van Dijk, Mohamed Salah chính là người giành chiến thắng ở danh hiệu này. Choáng với thành tích của Ozil 2 năm sau siêu hợp đồng. Cuối tháng 1 năm 2018, Mesut Ozil đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Arsenal cùng mức lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ 350.000 bảng một tuần. Việc giữ chân ngôi sao người Đức thời điểm đó được coi là thành công lớn của huấn luyện viên Arsene Wenger bởi pháo thủ tránh được cảnh mất trắng anh vào cuối mùa. Tuy nhiên thực tế sau gần 2 năm chứng minh, đây dường như lại là một nước cờ sai. Những con số thống kê không nói dối về sự sa sút khủng khiếp của Ozil. Gần 2 năm qua, tiền vệ người Đức chỉ có 43 lần xuất hiện tại Premier League bởi nhiều lý do, bao gồm những lần nghỉ thi đấu vì hàng loạt chấn thương lặt vặt. Đóng góp của anh khi có mặt trên sân cũng là rất hạn chế nếu xét về tính hiệu quả. Cụ thể, Ozil chỉ in dấu giày vào vỏn vẹn 9 bàn thắng cho Arsenal tại Premier League suốt từ cuối tháng 1 năm 2018 cho đến lúc này. Trong đó, cựu tuyển thủ Đức có 5 pha lập công cùng 4 đường chuyền thành bàn cho đồng đội. Tính ra thì anh chỉ xếp thứ 103 ở danh sách những cầu thủ góp công và bàn thắng nhiều nhất trong cùng khoảng thời gian. Còn ở mùa giải năm nay,
Ozil cũng mới chỉ có một đường kiến tạo tại Premier League sau 13 lần ra sân với 1.070 phút thi đấu. Sau 10 năm, Chicharito chính thức chia tay châu Âu. Thông tin trên được Los Angeles Galaxy công bố trên trang chủ. Theo đó, họ đã hoàn tất thủ tục ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Chicharito. Một số nguồn tin từ Mỹ cho biết, chân sút người Mexico sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất giải nhà nghề Mỹ MLS với mức là 9 triệu euro một mùa, vượt qua hai ngôi sao đó là Carlos Vela và Jory Antido. Với bản hợp đồng này, Chicharito đã chính thức nói lời chia tay châu Âu sau 10 năm gắn bó. Tiền đạo người Mexico trưởng thành từ câu lạc bộ Guadalajara và được Man United chiêu mộ vào mùa hè năm 2010. Sau đó, hạt đậu nhỏ tiếp tục khoác áo Real Madrid, Leverkusen, West Ham và Sevilla. Mặc dù đã ở tuổi 31 và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, nhưng Chicharito vẫn là tên tuổi lớn của bóng đá Bắc Mỹ. Với thương vụ này, Los Angeles Galaxy rất hy vọng sẽ có thêm nhiều cổ động viên đến từ Mexico. Hiện tại, Chicharito đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Entry với 52 bàn thắng sau 109 lần ra sân. Bản tin bóng đá sáng nay đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với bóng đá 24h.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video khác của kênh mọi người nhé.